Anh Tôi ngồi mình anh ơi, một dĩa bao nhiêu vậy anh Tôi? 50. 50. Đắt thế. Nó thần thấp. Tôi quen chỗ quyền 25 ngàn thôi anh à. Bớt không? Bớt không? À đây có đĩa không? Ê rê, ê rê, có rê. Có đĩa không? Rạt nữa mẹ, nhằm lên nữa. Không có đĩa ông. Dùng bà lê, đã ông nâng là. Đĩa ở thùng xe. Ủa tiếng không nữa, bác có, đâu có tiếng em. Rồi. Nè là tổ mạ hà lít hả? Tổ cô cái này, cái nhầm cho. Cho ai cho mình là bập lê. Anh Tươi, cho em mua một lít rượu coi. Ờ, rắc mẹ nha. Một lít thôi. Anh tiếp cho, bán tiếp cho mà không có rượu à? Có bán rượu à? Được. Hả? Nó cho không biết hả? Mà có rượu. Cho chú nhà mà lại đi mua rượu à? Nhà không bán à? Ôi vậy thì cho đây khỏi bán đi. Một dĩa 50 đắt quá mà.